Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cách sử dụng cũng như là những lợi ích của dòng sản phẩm ở dầu lạnh xoa so bóp glucosamine thưa bạn dầu lạnh xoa bóp của Lugosamine là một trong những dòng sản phẩm hỗ trợ điều trị các vết thương như là bị bong gân bầm tím chân tay hay là đau nhức xương khớp vô cùng hiệu quả được rất nhiều người sử dụng Khác với dầu nóng antiflamin, dầu lạnh glucosamine là một trong những loại dầu giúp làm giảm cơn đau từ từ, đồng thời là tạo cảm giác mát lạnh cho người dùng. Dòng sản phẩm dầu lạnh xoa bóp glucosamine thì không có các chất độc hại, thế nên là khi chúng ta sử dụng, xoa trực tiếp lên da nó sẽ không gây kích ứng hay là gây bảo mòn da. Và thậm chí với dòng sản phẩm này chúng ta còn có thể sử dụng hàng ngày đối với những người mà mắc các căn bệnh về xương khớp và thậm chí nếu như chúng ta bị bong gân, bầm tím bên ngoài thì chúng ta cũng có thể sử dụng dòng sản phẩm dầu lạnh xoa bóp glucosamine này như một liệu pháp để giúp giảm đau cũng như là chữa trị các vết thương của mình. À, đồng thời đối với những người mà chúng ta thường xuyên bị đau nhức xương khớp khi mà trái gió trở trời hay là chúng ta mắc các căn bệnh về khớp hay là chúng ta bị đau lưng, đau thần kinh tọa thì khi mà sử dụng dòng sản phẩm dầu lạnh so bóp của Lucozami này thì nó cũng sẽ hỗ trợ giúp làm giảm cơn đau của chúng ta một cách từ từ. À, tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh rằng với dòng sản phẩm này thì chúng ta không nên sử dụng vào vết thương hở bởi vì dù là sản phẩm nào khi mà chúng ta đã bôi để đau nhức xương khớp để giảm các cơn đau thì chúng ta cũng không nên sử dụng vào các vết thương hở bởi nó sẽ có thể là gây nhiễm trùng cho vết thương của chúng ta tuy nhiên chúng ta chỉ cần để ý một vài điểm như vậy thôi là đã có thể tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại rồi và với dòng sản phẩm dầu lạnh glucosamine này thì những người mà chúng ta hay bị đau đầu thậm chí là chúng ta đau nhức ở phần dưới khuỷu tay đầu gối hay là các cơ các khớp thì chúng ta cũng có thể thường xuyên sử dụng một ngày từ 2 cho đến là 3 lần. Và dòng sản phẩm này thì đã được kiểm chứng là an toàn dịu nhẹ trên da của người dùng và quan trọng nó không gây kích ứng. Đối với những người cao tuổi như kiều anh vừa chia sẻ, nếu như khi mà trái gió trở trời, trời chúng ta thường xuyên bị đau cơ, đau nhức xương khớp hay chúng ta đau lưng thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này như một liệu pháp để giúp chữa trị các cơn đau đó của chúng ta và làm giảm các cơn đau này một cách nhanh chóng. Đặc biệt dòng sản phẩm dầu lạnh glucosamine thì có mùi hương vô cùng dịu nhẹ cũng như là dễ chịu, chứ không nồng và hăng khó người, thế nên là khi các bạn sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm với mùi hương của nó và cũng như việc là nó sẽ không để lại trên cơ thể của chúng ta quá lâu và với sản phẩm này thì về cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi nếu như các bạn bị đau ở phần khớp các vùng xương hay là chúng ta bị va đập bầm tím chân tay hay bong gân thì chúng ta lấy một lượng vừa phải lượng dầu lạnh này xoa vào vết thương của mình rồi nắn bóp ở vết thương đó để dầu có thể thấm hết vào bên trong và chỉ cần làm như vậy thôi thì chỉ sau khoảng 2 cho đến là 30 phút thì các cơn đau của chúng ta sẽ được giảm một cách rõ rệt. Đồng thời là sau 2 cho đến 3 ngày sử dụng, chúng ta sẽ thấy là các vết thương của mình gần như là không còn nữa, cũng như là nó hỗ trợ chữa trị vô cùng hiệu quả. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm dầu lạnh glucosamine này. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm dầu lạnh xoa bóp này. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm dầu lạnh glucosamine đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.